Xin chào các bạn, là một người trẻ thì tôi nghĩ rằng luôn luôn tìm kiếm một không gian mới để mình trải nghiệm với những điều tuyệt vời của cuộc sống. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn một không gian, đó là một quán trà sữa cuộc sống dễ dàng. Nơi đây thì tôi có thể là ngắm những khung cảnh của thành phố Hồ Chí Minh và ngoài ra còn được thưởng thức một món thức uống vô cùng mát thưa quý vị, đó là trà xanh matcha. Bây giờ thì trước khi để mà chia sẻ với quý vị về cái hương vị của nó như thế nào thì tôi mời quý vị uống với tôi nha. Quý vị thân mến, đây là một hương vị mà nó rất là mát. Cái vị của nó rất ngọt, thanh tao. Và trong một không gian như thế này tôi nghĩ là quý vị có thể đến đây học bài, quý vị có thể là suy nghĩ về cái kế hoạch của mình. Và với tôi thì tôi nghĩ là kinh doanh cũng là một trong những niềm đam mê của tôi. Và đến đây tôi học được cách là quản lý nhân sự của chị chủ quán và cách bày biện cái không gian bàn ghế. Tôi tin chắc là quý vị và các bạn muốn trải nghiệm và yêu thích công việc kinh doanh thì có thể đến đây. Chúc cho các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.